Hello, xin chào cả nhà. Xin giới thiệu, mình là Lê Bằng Giang. Rất vui hôm nay lại được gửi tới cả nhà, cô chú, anh chị, các bạn trên khắp mọi miền đất nước một xưởng ở làng nghề Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam, chuyên đóng nội thất, đặc biệt là trường kỷ truyền thống. Xưởng này đóng những cái sản phẩm trường kỷ giá rất là hợp lý và bình dân. Một bộ sản phẩm trường kỷ rất đẹp như thế này có giá trên dưới 10 triệu đồng một bộ, sản xuất bằng gỗ Nam Phi, gỗ nhập khẩu. Đó, thì trước mặt các bạn là một bộ trường kỷ đục theo lối truyền thống Tùng Cúc Trúc Mai, có kích thước bộ nhỏ là 1m97, với bộ lớn là 2m17, là vai từ vai bên này sang vai bên kia của ghế là 2m17, là bộ đại. Đấy, các bạn nhìn xem chất liệu vân, chất liệu gỗ rất là đẹp, vân cuồn cuộn. Bộ này và những cái bộ khác của cơ sở này đều thừa vân. Đấy, đục Tùng Cúc Trúc Mai ván rất là đẹp, các bạn nhìn xem cận cảnh của cuốn tay. Đấy, từng chi tiết vân nổi. Khi xưởng hoàn thiện như này là hoàn thiện thô nhá, hoàn thiện thô. Đó, như thế này thì xưởng bán với giá 12 triệu 500 đồng một bộ, giá tại xưởng. Đó, còn hoàn thiện đầy đủ chi tiết trà nhám tất đây nữa, phun PU hoặc là đánh quăng dầu, đánh vét ni tùy theo nhu cầu của khách hàng thì thêm 3 triệu đồng một bộ nữa. Đấy, đây là giá của chủ xưởng báo ra. Đấy, xưởng này ở thôn 6, xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, xưởng đồ gỗ Mỹ Nghệ Tình Tư. Đó. Đây, các bạn lại xem một cái ghế khác nữa. Đó, nhìn rất là đẹp, vân của mặt ghế à, các bạn nhìn xem. Đây là chỉ là hoàn thiện thô thôi nhá, còn khi phun PU vào nữa mà được chà nhám cẩn thận đi nữa thì nó rất là đẹp. Đấy, đây là đóng theo Tùng Cúc Trúc Mai này, các cái ván huỳnh đằng sau này. Đấy, cây đằng kia là cúc, à trúc đấy, rồi giữa là cúc và mai, rất là đẹp. Bộ này thì phù hợp kê với những không gian không cần diện tích lớn, và cái nhà ống, nhà ba gian và các cái nhà thờ, đặc biệt là đình chùa chiền rất là sử dụng rất là nhiều. Và khi mình dùng bộ này á thì có mười mấy triệu đồng một bộ ấy, thì sử dụng rất là bền và lâu, không bị sợ hỏng hóc. Chất liệu gỗ niêm lam phi 100%, được xử lý chống mối mọt, và với kia kỹ năng thi công của những người thợ làng nghề có rất từ lâu đời rồi, nên là sản phẩm đục rất là tỉ mỉ. Xưởng này bao gồm vận chuyển trên toàn quốc nhá, đặc biệt là chưa tính phí. Phí vận chuyển thì từ các cái vùng miền tỉnh thành khác nhau thì sẽ có giá khác nhau. Đấy, các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại ở chủ xưởng, mình có để ở phần mô tả và phần bình luận của cái video. Cô chú, anh chị và các bạn có nhu cầu mua thì có thể liên hệ trực tiếp. Và đây là cái bàn. Đấy, đây là cái bàn của cái bộ trường kỷ bộ đại hoặc là bộ nhỏ, rất là đẹp, đóng rất là cẩn thận. Thì một bộ trường kỷ hoặc là một số nơi gọi là tràng kỷ đều có 3 món, gồm 2 ghế, 1 bàn. Và một số khách thì người họ sẽ đặt thêm cái bàn kẹp, kích thước thì cũng bằng cái bàn, và đặt kế vào. Đó, thì thành 4 món. Nhưng mà thường thì có 2 ghế, 1 bàn. Đóng rất là đẹp và chắc chắn. Mình đã đi một số cái xưởng rồi ấy, thì thấy xưởng này đóng sản phẩm đẹp, giá bình dân và đóng rất là kỹ. Chất liệu gỗ vân veo là ok. Đó. Thì cô chú anh chị các bạn mua thì có thể liên hệ trực tiếp đến chủ xưởng. Mình chỉ quay giới thiệu thôi. Đấy, các bạn nhìn xem, đặc biệt là cái ghế này. Đấy, vân này,
vân xanh vân trắng, vân nổi cuồn cuộn như là da báo. Đó, rất là đẹp. Cái này mà đánh lên, mà đánh thật kỹ lên nữa, tỉ mỉ kỹ mà phun lên mà màu nó sáng sáng màu á, là cánh gián, nhưng mà cánh gián màu nó sáng thì rất là đẹp. Vân rất là nổi, giá bao rẻ luôn. Đó, có 12 triệu rưỡi một bộ sản phẩm thô trường kỳ như này, thì các bạn về làm kê làm phòng khách, ngồi uống nước, hoặc làm ghế bàn ghế ăn đấy, hoặc là ngoài ngồi ngoài hiên. Đó, thì rất là đẹp luôn. Đấy, và đây là có thể đóng thêm, xưởng này có thể là bao đóng thêm một số các sản phẩm này. Đấy, đây là cái áng thờ mà ăn gian ở một số chùa họ đặt này. Đấy, xem cũng rất là đẹp luôn. Đây này, đóng đục rất là tỉ mỉ. Đó, công nhân bên xưởng đang thi công chà nhám mặt nhẫn điện. Đấy, các bạn nhìn từng chi tiết nha, từng chi tiết, những cái giáp nối, cái bộ phận, từng cái thớ gỗ nó rất là đều màu và rất là khít. Đó, sử dụng làng nghề sử dụng 100% là sử dụng mộc, mộc rồi được cuốn keo rất chắc chắn, chứ không như là một số các cái cơ sở chợ, đóng hàng chợ, hàng tạp là người ta không có sử dụng mộc mẹo, người ta đóng đinh. Đây là các bạn nhìn mặt ván với mặt của cái khung bao đó, họ làm là rất là màu, rất là đều, vân rất là tương xứng, họ chọn gỗ rất là tỉ mỉ. Đấy, thể hiện cái sự khéo léo và cái tinh mắt và cái kinh nghiệm của người thợ làng nghề để người ta kết nối. Đấy, người ta ghép những cái gỗ cho nó đều màu với nhau, khi đóng vào chà nhám và phun sơn vào, phun BU vào thì gỗ nó sẽ đều màu, rất là đẹp. Đó, đây là chi tiết những cái gỗ mặt huỳnh hiếm, và xưởng này có cả là máy CNC luôn, tự sản xuất. Đó, từ A đến Z luôn. Đấy, cắt CNC, đây là những cái mặt ván nha, mặt ván huỳnh đấy, mà máy CNC đấy, máy đục đó, máy đang thi công, để thi công xong phần thô như này. Đấy, phần thô sẽ thi công xong, xong là sẽ được các công nhân của cơ sở tỉa tót lại cho nó hoa văn nó được tinh xảo và mềm mại hơn. Thì cô chú anh chị và các bạn trên khắp mọi miền đất nước có nhu cầu mua sản phẩm về, đặc biệt là trường kỷ và các cái đồ gỗ nội thất mỹ nghệ ở làng nghề truyền thống Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam, thì có thể liên hệ tới số điện thoại của chủ xưởng, hoặc là mình có quay rất là nhiều những cái xưởng ở làng nghề ở Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam. Cô chú anh chị và các bạn có thể là xem vào đó, thấy cái làng nghề nào, thấy bộ trường nào, thấy cái sản phẩm nào hợp thì có thể gọi điện thoại đến trực tiếp ở chủ xưởng luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi ra đằng sau để quay trực tiếp là cái quy trình xử lý gỗ của xưởng này. Đây, khi mà gỗ xẻ về thì sẽ bỏ vào cái bể này. Đấy, để ngâm để thứ nhất là tẩy màu, thứ hai là để chống mối mọt cong vênh nứt. Ngâm phải là gần một tháng thì họ mới xả nước đi, thì xong để lên hong phơi khô mới bỏ vào để thi công sản xuất. Đó, đấy, các bạn nhìn thấy không, vân chưa, vân veo màu rất là đẹp. Đấy, ván này vào mặt ghế nha, mặt ghế vào mặt bàn, mặt ván là hai phân cưa. Rồi, mình sẽ quay lại một vòng cái xưởng để gửi tới cô chú anh chị xem và tham khảo. Cô chú anh chị thấy video của mình hay, hữu ích, vui lòng like, share, đặc biệt là đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên và sớm nhất nhận được những cái thông báo mới nhất về những video của làng nghề mỹ nghệ hoặc là một số video khác. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo.